chúng tôi đặt cho mình vai trò, sứ mệnh để là tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là những công nghệ mới nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, thế hệ Z và tất cả các bạn cần phải có 4 phẩm chất. Đấy là tư duy, phản biện, độc lập. Điều thứ hai là phải có khả năng tự học, lifelong learning, học tập suốt đời. Điều thứ ba là các bạn phải có một phong cách sống khác biệt. Và thứ tư, hãy nhớ rằng tiếng Anh là ngôn ngữ để làm việc và ngôn ngữ để sống, không là ngoại ngữ nữa.